Dạ vâng em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em lên thanh lý cái thùng hai lớp của hãng Makita thì mình có mấy cái thùng thì mình thanh lý cho anh em. Những anh em nào đã có pin sạc Makita và chưa có thùng thì mình liên hệ em Tùng, em sẽ thanh lý cái thùng hai lớp cho anh em. Vâng, và cái thùng này thì nó là từ Mỹ về nha anh em, nó có dính bụi dơ giấy đó. Thì nó là Makita chính hãng và nó là hai lớp. Vâng, và cái này thì mình bỏ đồ ngờ vào, mũi khoan này, vít này các kiểu. Thì cái gạch của nhà mình nó là 60, mà dư này thì nó tầm khoảng là 52, bờ ngang 52, bờ sâu của nó là 40, 52 này, sâu 40, và cao của nó là 12 à. Và cái này là hai lớp, một lớp một này, cái lớp này này à, thùng này là thùng dày. Và lớp thứ hai thì mình chứa có cái sạc này, bốn cục pin này và máy, thì chứa tất cả các máy luôn nha. Ví dụ như cây vít này, cây vít bỏ cục pin này, và cây khoan lớn nhất hãng này bỏ cục pin luôn, và anh em bỏ hai cục pin vào luôn đấy, và bỏ được cục sạc luôn. Và chỗ này thì anh em bỏ đồ ngờ. Vâng, và bỏ đồ ngờ xong rồi anh em muốn bỏ vào thùng này thì mình bỏ luôn nha. Đấy, có nghĩa là cái thùng này là chứa rất là nhiều dụng cụ cho anh em đi làm nghề, và nó cũng khá gọn nhẹ để cho anh em khỏi phải bỏ, nó mất đồ. Thì thùng này nó có chứa, nó có ổ khóa lại đấy, bảo vệ tài sản của anh em. Và cây khoan to, và cây vít, và hai cục pin là bốn cục pin à. Còn nếu mà anh em muốn bỏ cục pin bên này cũng được luôn, bên này bỏ một cục pin luôn là năm cục pin vẫn được vào một cái thùng. Vâng, và giá thanh lý của cái thùng này là nó là 500.000, 500.000 một thùng nha anh em. Đấy, thùng này nó rất là chắc chắn này, đầy đủ rồi. Mình sẽ sang ngang cho anh em xem. Và giá thanh lý cái thùng 500.000, thùng này từ Mỹ về của hãng Makita. Thì những anh em đã mua lẻ hết rồi thì mình sẽ bán cái thùng thôi, đỡ cho anh em sử dụng. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, thì nếu mà anh em mua cái thân máy X3H07 á, thì giá của nó là 2 triệu 9, và XDT1008 thì giá 1 triệu 6. Pin thì pin hãng thì giá của nó là 1 triệu tư, và sạc sạc nhanh RC thì giá nó là 800, mà lên điện 220 là 900 đấy. Rồi chủ yếu là thanh lý cái thùng giá 500.000, và anh em ở xa vui lòng cập hoặc là chuyển khoản em mới ship. Tại vì thùng này mà anh em ship code mà không lấy thì cái chi phí vận chuyển đi và về nó rất là lớn, thành ra buộc phải cập. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.